Còn không làm gì nữa à? Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với những cảm xúc của các bạn khán giả gửi về thông qua tổng đài 1900 1772 chọn nhân số 1. Chúng ta tìm thấy được từ những câu chuyện là một tình yêu không được vui lắm. Duy Thanh cũng thuộc tiếp người là đa sầu đa cảm và luôn về tình cảm. Nên đôi khi mà bây giờ biết ôm ôm đi ngủ nhé. Tự nhiên bản thân mình thấy một cái sự đồng cảm. Và Duy Thanh cũng xin được chia sẻ với các bạn điều này. Trong cuộc sống thì tình yêu cũng quan trọng, nhưng mà còn những cái vấn đề khác cũng quan trọng không thể. Đó là tình gia đình, tình bạn bè, còn một vài thứ khác nữa. Nếu các bạn ở hai xuống đất thì không thì hạnh phúc trong tình yêu, thì chúng ta hãy tìm những cái nguồn vui từ những cái ngành khác như là tình cảm hay là gia đình. Bởi vì khi mà chúng ta buồn thì tình bạn, tình gia đình là hai chỗ dựa vững chắc nhất, chứ chúng ta có thể vượt qua những khó khăn đấy. Và nhân tiện đây thì tôi xin chia sẻ một đoạn ngắn thanh đọc từ Facebook của một người bạn đồng hành cũng khá là hay, và tôi muốn chia sẻ nó đến ngay các bạn lúc này, là bởi vì với thông điệp này thì tôi đang muốn nói các bạn là các bạn nên biết yêu quý bản thân mình hơn. Mình từ sinh ra bởi bố và mẹ, và điều quan trọng nhất là mình phải biết sống tốt, phải sống thật vui vẻ thì bố mẹ mới có thể thân mình được, đúng không ạ? Một bạn như sau, để tôi sẽ trích dịch lời chúc cho các bạn nha. 21 tháng 6 nhận được tin nhắn từ mẹ, cơ quan có tổ chức gì không?